Tối ngày 18 tháng 10 năm 2021, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng là Tống Phước Hoàng Hưng, 36 tuổi, ở phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín; Phan Minh Thi, 38 tuổi, ở phường Xuân Phú, thành phố Huế, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín; và Nguyễn Hà Tấn, 50 tuổi, ở phường Xuân Phú, thành phố Huế, là nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã cấu kết thành lập nhiều công ty thành viên nhằm thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi những ai là nạn nhân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ trong công tác điều tra.